Bài thẳng. Điểm gần cao nhất. Kinh phết. Nào. Ở đây ở trong cái index .php này tôi đã sinh ra được một cái chuỗi random rồi đúng không? Rồi ok. Giờ sao nữa? Chuyển từ chuỗi thành mạng. Tại sao lại phải chuyển chuỗi thành mạng? Em ở chuỗi em cũng chuyển thành for được, em cũng dùng con for được mà. Đây thử nhá. For for y bằng 0 này, y nhỏ hơn str len của cái đô la str đúng không? Echo ra cái đô la str ở phần thưởng thứ y cộng với thẻ br luôn. Rồi, chạy thử này. Cái gì đây? Vô ý thức vừa đi. Thấy chưa? Mình vẫn lấy ra được này. Đúng không? Thì tại sao mình lại phải vùng tách nó thành chuỗi thành mảng làm gì? Rồi, giờ sao nữa? Chuyển ký tự. Chuyển như nào? Dùng hàm gì? Tôi trừng cái ORD của str ở phần tử thứ y này hả? Đúng không? Thử xem nhá. À, quên nhầm. Đúng rồi. Chính xác. Không giờ sao? If ORD phần tử str phần tử thứ y lớn hơn 65 và nhỏ hơn 90 thì sao? Chuỗi gì? Đây là chuỗi gì? Lower. Đây lower hay upper? Lower là chữ thường, upper là chữ hoa. Tóm lại là nếu mà rơi vào tầm này thì nó là chữ thường hay chữ hoa? Thì đô la upper chấm bằng cái str ở phần tử thứ y ngay thôi là xong. Else lower lower này xong, cuối cùng là echo chuỗi chứa chữ in hoa hai chấm đô la upper cộng thêm cái br vào đây, chuỗi chứa chữ in thường thì là lower. Xong chưa? Cái này phải thêm chữ br vào đây. Đây, có thế thôi, tách nó ra. Hết phim. Xong chưa? Xong chưa? Thằng Dương làm, thằng Dương báo cáo tình hình làm bài của các bạn đi. Bao nhiêu đứa làm được, bao nhiêu đứa không làm được. Nó chết bao nhiêu đứa làm đúng, bao nhiêu đứa làm sai đây. Tại sao? Hả? Dương, tại sao? Việc chạy này nó đâu khó đâu. Hả? Thế ông về nhà ông làm cái quái gì?
Đợt này thì rõ ràng là không có sự kiện gì, cũng không thể lấy lý do là em tham gia sự kiện được. Vâng là xong nhỉ? Ông vâng với tôi bao nhiêu lần rồi ông Dương? Đi học nó không nhàn đấy đâu nhá. Chứ không phải là mình nhận trách nhiệm xong rồi mình cứ để đấy. Và mọi lần nhắc đến ông lại mình lại vâng, dạ, em xin lỗi. Thế xong. Không bao giờ có chuyện đấy được Dương ạ. Còn cảm giác thì nó nặng nề quá thì bảo là để cho người khác làm những cái việc như thế này cho nó nhanh. Chứ không thể nào mà cứ vâng dạ như thế mãi, nó không trưởng thành được. Bắt đầu từ hôm nay thì cái việc kiểm tra bài cũ như thế này, những cái vấn đề về nộp bài và kiểm tra xem bài nào đúng bài nào sai sẽ do ba người phụ trách. Thanh là 1, Nam là 2, Tú là 3. Ba người này sẽ phải báo cáo lại cho tôi hàng ngày qua những bài là có bao nhiêu người nộp. Tùy ai báo cáo cũng được, bao nhiêu người nộp và có bao nhiêu người làm đúng yêu cầu, bao nhiêu người làm sai. Chỉ cần kiểm tra kết quả thôi. Được chưa? Còn đứa nào báo cáo như thế nào tôi không quan tâm. Còn cách tạo thư mục và nộp bài cho các kiểm nộp cho các bạn nộp bài thì một trong ba thằng tạo tự chia nhau. Được chưa? Ba thằng nhớ chưa? Phải nộp cho tôi trước khi, ví dụ như kiểu ngày hôm nay học thì tối ngày hôm trước 11 giờ phải nộp lại cho tôi. Bài tập tất cả các ngày chỉ được phép kết thúc trước 11 giờ. Được chưa? Trước 10 giờ luôn, 10 giờ tối ngày hôm sau. Chứ còn không có chuyện là chỉ có đến sáng hôm sau mới nộp được. Cái gì? Không, nộp file, nộp nguyên cả thư mục lên chứ. Hiểu không? Ví dụ như kiểu như này nhá. Dương bình thường nó tạo một cái thư mục đúng không? Tạo thư mục trên Google Drive đúng không? Thì các em làm này. Làm sau đấy các em đổi tên thư mục, ví dụ như kiểu là L49 BTVN chẳng hạn, đúng chưa? Gạch dưới tên mình là ví dụ Phan Nguyễn Thanh. Này là xong. Được chưa? Em có thể là bê cả thư mục em vứt lên, hoặc là em nén nó vào. Nén nó vào. Compress đâu nhỉ? Service chẳng nhớ. Chẳng nhớ cái đoạn compress nó ở đâu. Không thì em quăng cả cái thư mục đấy được. Chứ bình thường là phải nén nó vào thành đuôi chấm zip ấy. Được chưa? Hiểu chưa? Xong vứt lên thôi. Chẳng có cái gì cả. Thế là xong cái bài tập rồi nhá. Chúng ta đưa cái này thành hàm là xong. Được chưa? Tiếp theo. Nay chúng ta sang phần mới. Đó là phần những cái hàm có sẵn, hỗ trợ sẵn ở trong PHP. Thì chúng ta vào w3school.com Learn PHP. Được chưa? Vào w3school Learn PHP. Sau đó chúng ta sẽ vào trong phần Refer PHP Preference. Thì nó sẽ có PHP Array, PHP String File System và Date. Chúng ta có 4 cái reference này cần phải chú ý. Reference nó giống như trong JavaScript ấy. JavaScript chúng ta có những cái hàm built-in đúng không? Những cái hàm những cái hàm xử lý về chuỗi, những cái hàm xử lý về string. Thì ở trong PHP chúng ta cũng có những cái hàm gần tương tự như vậy. Tất nhiên mỗi ngôn ngữ nó sẽ có một vài cái thứ khác nhau. Ví dụ như ở trong cái JavaScript này thì nó có thêm những cái hàm ví dụ như array deep này, array fin này, array flip. Còn rất là nhiều những cái hàm, số lượng hàm nó nhiều hơn rất là nhiều so với số lượng hàm ở trong cái JavaScript.
cũng như là cái vấn đề về những cái cách dùng sử dụng hàm cũng như là dữ liệu trả về của các hàm này nó sẽ khác so với JavaScript. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần phải làm quen và nhớ được cho tôi những cái hàm mà nó gọi là quan trọng thì chúng ta cần phải nhớ lại. Thì cái dãy tôi đã phân công việc này cho từng người một, và chút nữa chúng ta sẽ check lại từng cái cho các bạn tìm hiểu, check lại từng cái một. Gương, kiểm tra cho tôi, đọc cho tôi về array combine. Một, còn nữa chưa xong đâu. Array diff, đúng chưa? Array fill và array filter, bốn cái. Tiếp theo tới đúng không? Đọc cho tôi về array intersect. Được chưa? Array key exist. Được chưa? Array key exist. Array key. Key exist, key. Và array map. Xong chưa? Tiếp theo bên cạnh kia là gì nhỉ? Ký. Đọc tôi về array mode. Cái hàm array mode này là một hàm quan trọng nhá. Sau này khi các bạn làm đệ quy sẽ sử dụng đến thằng này. Cho nên nó rất là quan trọng. Làm kiểu gì làm? Array pop và array push. Xong chưa? Rồi, thằng Huy đọc về array random rand, viết cái hàm này vào mà search thôi. Xong chưa? Array replace, được chưa? Array revert. Và array sort. Thằng bên cạnh là thằng Đạt đúng không? Đạt về array ship. Ship. Slide. Được chưa Đạt? Array ship, array slide. Array slide và array serialize và array unship nữa, thêm chữ un vào đằng trước cái chữ ship ấy. Được chưa? Ngồi dưới đằng tâm đúng không? Tâm thì đọc cho tôi về array unique. Được chưa? Array walk. Walk. Và hàm compact. Hàm compact cũng là một hàm cực kỳ quan trọng. Sau này khi lên framework thì chúng ta sẽ dùng nó rất là nhiều. Được chưa? Hàm bên cạnh là hàm. Tên là gì? Hiếu à? Linh à? Rồi link thì đọc cho tôi về array sort này, ar sort. A sort. Được chưa? Cao. Và current. Rồi xong. Thanh đọc cho tôi về hàm x. Được chưa? Current nãy thằng Linh đọc đúng không? Thằng Linh đọc của tôi về x, n, extract và in array. Được chưa? Dương đọc về key, k sort, à k r sort,
short và list. Xong chưa? Thằng Huy đọc cho tôi về hàm size up short, UA short, UA short, UA short, UK short, bốn cái hàm này. Tôi đọc nốt cái U short đi cho nó hết nha, năm cái cuối. Tiếp theo đến Tú thì chuyển sang string reference. Được chưa? Được chưa Tú? Thì add slash, cái này khó này. Được chưa? CRH thì học rồi. Creep, mày chết. Creep, nhìn này, hashing, cứ cái gì liên quan đến chữ hash là nó tương đương liên quan đến mã hóa. Creep, để tôi xem nó còn có cái hàm hàm MD5. MD5 cũng là mã hóa. Và nó còn hàm bcreep nữa cơ. May cho mày trong này nó không liệt kê, không liệt mày chết. Nó còn mã hóa và giải mã nữa cơ. Để xem nào. PHP cái này thì tôi phải search ở ngoài. Bcreep. Đây rồi, mày chết. Đây rồi. Rồi, hai con sâu. Dương tính tiền đi Dương. Không, tính 20 phút thôi. Nào, Tú. Password hash. Thái chỉ có chơi với mã hóa. Password hash. Được chưa? Nó có rất nhiều những cái tham số đấy nha. Để tôi xem nó còn liên quan đến cái gì nào. Có một cái hàm để giải mã. Chờ tí để tìm. Password hash. Rồi, và password verify. Hai hàm này. Password hash để mã hóa password. Còn password verify để kiểm tra xem cái password người ta nhập vào có giống với cái password được mã hóa trong cơ sở dữ liệu hay không. Đấy, hai hàm này rất là hay. Ông sướng nhất đấy nhá. Rồi. Xong chưa? Nam. Echo explode. Phải chết. Được chưa? Mà HTML entity decode. Được chưa? Xong chưa? HTML entity. HTML special character decode. Và HTML special char. Bỏ cái hàm explode đi nhá. Ông làm mấy cái hàm này cho tôi. Mấy cái hàm này này. Explode để thằng khác. Thằng Văn lại đánh nhau à? À. Ai bảo mày làm shipper cơ? Ngồi nhà cốt được trả tiền thì không sướng rồi, cứ thích đi shipper cơ cho mày chết. Được chưa? Rồi, thằng ngồi dưới tên là gì nhỉ? À, Đinh Công Cần. Cho những hàm rất dễ thôi. Explode. Viết hàm vào, tí tìm hiểu và trả lời cho tôi. Explode.
Được chưa? Cần implode. Những cái hàm này rất dễ. Rồi. Được chưa? Sau chưa cần. Và LC first. Toàn hàm dễ rồi. Không chưa? Mở mồm ra nào. Còn thằng bên này tên là gì nhỉ? Tiềm. Tiềm. Ôi rồi, tiềm sẽ cho những cái hàm dễ. L stream. Được chưa? R stream. SHA1. Và stream, hàm stream nữa. Viết thẳng chữ stream vào là xong. Còn thằng văn đúng không? Thằng văn này phải chuyển sang cho văn thì tìm hiểu tôi phần upload file và lưu file trên server luôn, có mỗi phần đấy thôi. Upload một cái ảnh từ form gửi lên server và lưu nó xuống. Mấy chữ gì đây ạ? Văn này. Cho mấy chữ gì đây ạ? Là phản cũng cao mà ra ra phải được. Bây giờ được chưa? Tí nữa tôi kiểm tra một vài nữa, đặc biệt là văn trước. Sau đó thì chúng ta sẽ làm một vài cái demo, sau đó còn phần còn lại chúng ta sẽ về nhà làm. Lộp lại đấy luôn. Đấy sẽ là bài tập về nhà. Cứ ngồi gâm cứu mất đi một lúc đi. Để hướng dẫn cách dùng đó. Và cuối tuần chúng ta sẽ có một buổi giống như hôm trước, giống như đợt trước, lên trình bày từng người một, lên trình bày về những cái hàm của mình. Tài quá.
Thơm đấy nhỉ. Nó có ngửi cái mùi gì không? Giống mùi chè. Giống mùi chè đỗ đen. Xong chưa Văn? Đến bao giờ mới xong? Nhiều cái gì có mỗi tí thôi.
Rồi, ok. Thôi tập trung vào đây. Tôi sẽ demo qua cho chúng ta một vài những cái hàm và đặc biệt là phần upload file lên server nhé. Và chúng ta sẽ sẽ biết cách sử dụng những cái hàm ấy, những cái hàm mà chúng ta đang được tìm hiểu ấy, và sau mấy một hai hôm nữa chúng ta sẽ seminar về nó. Tức là mỗi người sẽ lên trình bày một phần về cái chức năng của những cái hàm mình đang phải tìm hiểu. Bây giờ ai không trình bày được hoặc trình bày mà tôi không chấp nhận được ấy, tức là tôi phải bổ sung quá nhiều, thì cứ 10.000 một phát để còn góp tiền vào đền sắp cuối năm rồi đi nhậu. Được chưa? Rồi, tôi sẽ sử dụng một cái hàm trước. Thì chúng ta lưu ý này, bất kỳ ngôn ngữ lập trình logic nào, ví dụ như PHP và JavaScript, thì nó đều cần hỗ trợ chúng ta trong cái việc chúng ta xử lý logic. Ví dụ như lúc đấy thằng Thanh nó có nói là khi mà làm việc với cái string này đúng không, thì để nó dễ nó tách những cái ký tự ra thành các phần tử nằm trong mạng, đúng không Thanh? Làm thế cảm tưởng nó dễ hơn đúng không? Nhưng thực ra nó chẳng dễ hơn tí nào, đúng không? Đấy là do cách chúng ta dùng thôi. Thì chúng ta PHP nó cung cấp sẵn cho chúng ta những cái hàm để giúp chúng ta xử lý những cái tính năng nó cơ bản một cách nhanh chóng hơn. Ví dụ như sau, tôi sẽ tạo ra một cái file mới. Đây là bwin.php này. Rồi, ví dụ tôi muốn lấy ngày tháng năm hiện tại, có lấy được không? Với chúng ta hiện tại là chưa học cái hàm đấy, đúng nhá? Đúng nhá? Thế lấy kiểu gì? Nó phải cung cấp cho chúng ta cơ chế để lấy ngày tháng năm hiện tại, đúng không? Thì trong PHP nó có phần date reference. Đây này, date time function reference, đúng không? Thì đây, nó có hàm thứ nhất là hàm date create. Dạ. Hàm thứ hai tôi nhớ không nhầm thì là hàm date đóng ở ngoặc thì sao? Đây. Và hàm get date. Được chưa? Nó cung cấp rất là nhiều hàm cho chúng ta sử dụng. Đây. Date create 2013 03 15. Đây là tạo ra một ngày mới. Được chưa? Để tôi coi lại xem cái hàm date này. Thì chúng ta có cái va nhầm đô la now bằng, ủa sao cái này nó ngu à? Now bằng với date đóng mở ngoặc như này, và tôi tiến hành va đâm ra cái now. Được chưa? Thử xem nhá. Để tôi coi lại xem cái hàm date là như nào. Là format i trừ m trừ d. Đây. Chúng ta thấy gì? Năm. Gian viết là cái gì không? Là gì? Viết đầy đủ là gì? January. Và 09 là hôm nay là ngày mùng 9 tháng 1, đúng không? Nó lấy ra ngày tháng năm hiện tại. Được chưa? Thì đây là cái hàm nó cung cấp cho chúng ta cái một cái hàm để lấy ra ngày tháng năm hiện tại. Nếu mà thích tôi lấy cả giờ phút giây cũng được. H2.i2.s. Được chưa? Đây là giờ server. Giờ server tức nó sẽ lệch so với cái giờ của máy của tôi là chuyện bình thường. Được chưa? Và tôi setup cái server này là nó bị lệch giờ, cho nên giờ server nó là 2 giờ 14 phút 49 giây. Được chưa? Đó. Đấy, nó lấy ra cả ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây nếu thích. Được chưa? Thì vậy thì chúng ta cần bây giờ với cái hàm này thì chúng ta rõ ràng là có thể lấy ra ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây đúng không? Nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu cái này là cái gì? Cái mớ ở trong này là cái gì? Ừ thì tham số. Đúng không? Nhưng mà nó phải có ý nghĩa gì chứ. Chả nhẽ tôi viết bậy ra một đoạn như này. Đúng không?
Nó chính là cái thứ người ta gọi là bằng cái từ là format. Format hay còn gọi là định dạng. Được chưa? Định dạng. Thì bây giờ chúng ta có cái gì? Quay trở lại kiểm tra xem nó có những cái gì. Đây, đây là danh sách định dạng của cái hàm về ngày tháng năm, các cái hàm về ngày tháng năm ở trong PHP cung cấp. Nó rất nhiều. Bây giờ tôi dịch cho các bạn nhé. Nếu mà cần thiết thì ghi chép vào. Với format là D nhỏ thì nó là ngày. Ngày thì bắt đầu từ ngày 01 cho đến ngày 31. Được chưa? Nó trả về cả số 0 cho các bạn luôn. Được chưa? Nó trả về cả số 0 cho các bạn luôn đấy. D lớn là cái gì? Textual. Textual tức là chuyển cái ngày đấy, cái ngày đấy sang về, sang về thứ tự, thứ ngày tháng, à quên, cái về 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 ký tự ấy, thì nó sẽ là ba ký tự là viết tắt. Đây coi nhá. Tôi đề to nhá. Được chưa? Coi này. Thấy gì? Đây là thứ. Được chưa? Thứ ngày tháng trong tuần ấy. Month, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Được chưa? Đấy là những cái từ mà nó sẽ trả về chúng ta. Ngày, thứ, ngày, tháng ở trong tuần. Hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ ba thì là Tuesday. Đúng không? Thì nó trả về Tuesday. D lớn này là trả về thứ ngày tháng ở trong tuần. Với ba ký tự được cắt. Viết vào rồi lại quên hết bây giờ. Cái này sau này chúng ta sẽ phải làm việc rất là nhiều với ngày tháng năm, cho nên là cố gắng nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Tiếp theo G. The day of the month without leading zero là ngày trong tháng nhưng mà không có, không có gì, không có số 0 ở đầu. Được chưa? Đấy là cái ký tự G. Xong chưa? L. Được chưa? Thì full textual representation of day thì là như nào? L. Đây. L này. Thấy chưa? L là gì? Một cái tên ngày đầy đủ của ngày trong tuần. Xong chưa? L. Thế nếu tôi viết chữ L to có được không? Thử nhá. Không. Không ra gì cả. Thấy chưa? Chỉ được chấp nhận chữ L nhỏ thôi. Được chưa? N. N. Là gì? ISO 8601 numeric representation of a day. Tôi cũng chẳng hiểu cái ISO là cái gì cả. Nó sẽ là chuyển cái ngày tháng năm, tức là ngày trong tuần ấy, chuyển từ ví dụ như lúc nãy chúng ta là Tuesday này, Monday này, đúng không? Thì bây giờ nó chuyển chuyển Monday thành số, số mấy? Số 1. Đúng chưa? Tuesday thành số 2. Được chưa nhỉ? Đó, bây giờ chúng ta thêm chữ N vào đây chẳng hạn. Đây này. Thấy không? Tuesday là số 2. Còn nếu hôm nay là ngày chủ nhật thì đố các bạn biết nó là thứ mấy? Nó là số mấy? Số 8. À số 7. Số 7. Đây đây, ai bảo là số 0? Được chưa? Trong lập trình thì ngày bắt đầu của tuần là ngày thứ 2. Được chưa? Ngày bắt đầu là ngày thứ 2. Được chưa? S. Đấy. Là ngày English ordinal suffix for the day of the month. Cái này nghe quen không? Ngày 1, ngày ngày đầu, ngày ngày thứ nhất trong tháng ấy, thì người ta hay viết là như thế nào? Hả? Ngày thứ nhất, ngày mùng 1 tháng 1 chẳng hạn. Người ta viết như nào? Viết tắt như nào? 1 ST đúng không? Biết ST là viết tắt của cái gì không? First. Đây này. Được chưa?
Thì ở đây cái S này này là nó trả về cái viết tắt đó để character STND R RD và TH. Ví dụ tôi thêm vào đây. SC đúng không? Đây là L. Ở đâu đây là D, D lớn. Thấy không? Ở đâu? D nhỏ chứ quên. 9, 9 thì là gì? TH đúng không? Nếu như bình thường người ta viết đúng. À thôi được rồi. TH đúng không? Được chưa? Đó. Tiếp theo đến W. Nó còn dài lắm. Có lẽ cái này bắt công tìm hiểu. W là cái gì? Numeric. Ở tắt rồi. Numeric representation of the day. 0 for Sunday, 6 for Saturday. Tức là hiển thị ngày trong tuần theo cách hiểu bình thường. Thì ngày bắt đầu của tuần là ngày Chủ nhật là số 0. Thứ bảy là ngày số 6 trong tuần. Được chưa? Đây là chữ W. Chữ Z, the day of the year. Ngày bao nhiêu của năm. Được chưa? Đây. Tôi đố các ông biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu của năm 2018 này. Đâu nhỉ? Rồi. Đấy. Đâu nhỉ? Đây. Tôi đang viết cái gì vậy? Z à? Chết mẹ. Ngày thứ 8 nhé. Có đọc kỹ không? Đây này, bắt đầu từ không cơ mà. Thì hôm nay là mùng 9 tháng 1 thì hôm nay phải là ngày thứ 8 chứ. Được chưa? Đấy là Z. W, week of number. Thì hôm nay là ngày thứ 2 đúng không? Đúng nhá. Thì đây tôi sẽ thay cái này thành chữ W. Được chưa? Xong chưa? Hôm nay là ngày thứ mấy ở trong tuần? Ngày thứ 2. Theo thứ tự từ 1, 2, 3 cơ mà. Đúng chưa? Thì hôm nay là ngày thứ 3, tức là ngày thứ 2 trong tuần. Nghe khó chịu nhỉ? Tiếng Việt mới thấy là khó chịu đấy. Còn tiếng Anh đọc rất dễ hiểu. Tiếp tục. F. Dịch cho tôi cái đoạn này ra nào. Dương. Representation là biểu diễn. Theo dạng chữ viết. Tách chùa là chữ viết. Ờ. Đúng rồi. Thế thôi. Có thế thôi. Ví dụ như ở đây tôi thích không thích M nữa thì tôi thích F. January. Được chưa? Tiếp theo đến M nhỏ. M nhỏ là gì? Tú. Mày rốt màu sắc thôi chứ mày đừng rốt cả tiếng Anh nữa. Đây, đọc cho tôi cái đoạn này. Dịch cho tôi cái đoạn này. Biểu diễn số của một tháng từ 1 cho đến 12. Rồi. M lớn, Huy. Ngồi bên cạnh Tú. Dạ vâng gì? Gì? Ông hỏi là gì ai? Viết tắt của tháng. Ờ, như nào? Yeah. Ừ, viết M vào trong này nó thành cái gì? Nó hiển thị như nào?
Zun. Zun là cái gì vậy? Zun với dế gì ở đây? Bây giờ mà là Zun à? Dài. Gian. Z-A-V. Japan antivirus. Nào nhanh đọc lại nào Huy. Mất thời gian quá. Gen. Mẹ là. Gen. Rồi N. Nam. N thì có chỉ có nam thôi. Rồi T. Tiếp nam luôn. The number of days in the given month. Hả? Ngày trong tháng không có số 0. L. L. L là gì? Leap year leap là năm nhuận. Hả? Không phải thời tiết là weather đâu. Nếu là năm nhuận thì là 1, còn nếu mà năm không nhuận là số 0. Rồi. O. Nam luôn. Ôi tèo. O. Lại số 5, số 5 thì hiển thị kiểu gì? ISO. Đây. Hiển thị đầy đủ số 5. Thế thôi. Y lớn. Bốn số. Y nhỏ. Hai số của năm. A lớn. Viết hoa là giờ. PM hay AM. A nhỏ là viết thường đúng không? Rồi. Văn. B. Văn Hitler. Hay còn gọi là văn le. Thời gian của Internet là như nào? Úi dồi, hôm nay trời Hà Nội có 9 độ mà Grab ca lên 60 mấy nghìn. À, Grab buy. Grab buy là lên 60 mấy nghìn. Grab ca 4 chỗ là 166 nghìn, đi có khoảng 3 cây. Nào nhanh nào. Văn. Hả? Như nào? Bây giờ với thằng Văn này không bắt chống đẩy, nó bắt mài mặt. Mài mặt sàn. Nó chơi ác nhất. Văn B là gì?
đồng hồ của internet. Rồi sao? Ví dụ tôi thêm vào đây chữ B thì nó sẽ ra cái gì? Thử nhá. Nó không phải là tích tắc. Nó là giờ của internet. Thế là gì nào? Giờ internet là cái giờ quái gì? Hả? 999. Khổ lắm. Thế đúng rồi, thế thôi. Tôi chẳng biết cái giờ internet là cái gì. G. Văn. Giờ dễ hơn rồi đấy. G nhỏ. Đủ chưa? Đúng rồi, không có số 0 ở đầu. G lớn. Giờ H lớn. H nhỏ. H nhỏ là 12 giờ. Đúng không? Định dạng có số 0 ở đầu. H lớn là 24 giờ 0, bắt đầu từ 00 cho đến 23. Y là minute. Bây giờ minute là phút. Leading zero tức là có số 0 ở đầu. S là second là giây. Không có số 0 ở đầu. Có số 0 ở đầu. U là microseconds. Microsecond nghĩa là gì? Micro giây. Được chưa? E là time zone. UTC, GMT. Các thứ. Đấy. Đấy là về cái hàm date. Thấy nhiều không? Có mỗi cái hàm con. Bây giờ làm cho tôi cái hàm này. Làm nào là lấy ra ngày tháng năm của format của Việt Nam. Và 2018. Nhầm. Kiểu Việt Nam có thể là như thế này. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? 09 tháng 01 năm 2018. Làm nào là? Tí nữa tôi gọi đọc. Đây của Việt Nam này. Đây của châu Âu này. 2018 gạch ngang gen gạch ngang 09 đen 09.2018. Hết chưa ta? Tự nhiên là hết rồi. Đấy, 3 ngày làm luôn. Tí tôi gọi đăng được 3 thằng. Làm nào là thằng Tú thì mà ngứa mắt hay gì mà ngứa mắt có khi được gọi. Không biết của tháng nào, cứ hiển thị được là được.
Xong chưa? Tú làm cái cuối cùng rồi thôi. Rồi. Cái gì? Mà lớn. Gì à? Gì à? Nhanh lên mày chết. Một con sâu. Con sâu dương. Chuẩn bị. Nam. Cái thứ hai. O. Trừ M lớn. Trừ D nhỏ. Này hả? Mày chết. Đúng rồi. Chính xác. Thay O này bằng cái gì được? Y lớn. Và người ta thường xuyên dùng Y lớn hơn. Rồi ok, một thằng thoát nạn. Cần. Cái đầu tiên. Cái trên cùng à? 0901218 2018. Dễ nhất. Nhanh nào, mất thời gian quá. Cái gì nhầm cái gì ấy? Thằng Văn nhắc thì cho ăn 20.000 bây giờ đây này. Tức là cho nộp 20.000 đấy. Cho tận 20.000 luôn đấy. Thâm. Cái đầu tiên. Cái đầu tiên là D gạch M gạch O. D to hay D bé? D gạch M nhỏ. Lại gạch O. Đúng rồi. Hai thằng cái lớp hôm nay thu hoạch được 20.000 rồi. À, không gọi anh Tú nữa, chết rồi. Biết ngay mà. Dương. M lớn. 2 chấm D phần Y lớn. 2 chấm D. D này à? Phẩy. Cách Y lớn. Đúng chưa? Chắc chắn chưa? Chắc chắn chưa? Thầy bỏ lên số cách. Đây gì? Vâng, chắc chắn chưa? Chắc rồi. Rồi. Có chết mẹ nhỉ. Sai. Không sai, cái chỗ đấy là lớn cái. Mà nhìn kỹ đi xem nào Dương. Nhìn đây này. Cái chỗ đấy là lớn cái. Ôi giời ơi. Sao? Đi thu tiền đi Dương, nhanh lên. Đã bảo nhìn mặt thằng Tú hôm nay nghi lắm mà lại. Tiếp tục. Đấy là cái hàm built in có sẵn đúng không? Chúng ta còn rất là nhiều hàm nữa ở trong cái vấn đề về xử lý ngày tháng năm này. Ví dụ như hàm get date. Đây chúng ta để ý này, cái hàm get date này chẳng hạn. Nó cũng là một cái hàm mà lấy ra ngày tháng năm, timestamp này này.
hoặc như chưa, hoặc là chúng ta có những cái hàm có sẵn, ví dụ như kiểu dạng là hàm date create. Date create này chúng ta cứ vứt vào đây ngày tháng năm thôi, xong chúng ta ví dụ như này nhá, bây giờ là dự án đang làm, các bạn xem cơ sở dữ liệu này, navigate ở đây, đây các bạn nhìn ngày tháng năm của nó nhá. Ủa không có hả, để coi xem cái nào có ngày tháng năm cái. Đây này, các bạn nhìn ngày tháng năm của nó này. Theo format gì? 5 tháng ngày đúng không? Chưa cần tính đến giờ phút giây. Nhưng nó là 5 tháng ngày đúng không? Nếu mà chúng ta bê nguyên cái dữ liệu này ra, chúng ta vứt ra ngoài màn hình, thì nó mãi mãi nó vẫn là 5 tháng ngày đúng không? Đúng nhỉ? Nhưng mà tùy từng văn hóa, ví dụ như ở đây, phân biệt văn hóa Việt Nam này, châu Á này, châu Âu và châu Mỹ này. Ba cái thằng này nó muốn, nó có cái thói quen đọc ngày tháng năm nó khác nhau, nó khác chúng ta. Đúng không? Bây giờ chúng ta phải biến đổi những cái loại này thành một cái loại dữ liệu khác, kiểu hiển thị khác. Đúng không? Ví dụ tôi bê nguyên cái ngành này. Đây tôi lấy dữ liệu thật nhá, chứ không phải là tôi bịa ở đâu ra đâu. Được chưa? Nó là như thế này. Bây giờ tôi muốn biến đổi sang kiểu dạng thứ nhất thì làm sao? Tôi sẽ phải làm như thế nào? Đô la date bằng date gạch dưới create từ cái 2017 1207. Đúng chưa? Xong rồi sao? Xong rồi sao nữa? Sau đó tôi dùng lại cái hàm date format. Được chưa? Đây. Date format tôi echo nó ra. Date format. Format theo kiểu là dưới cùng đi, January 9 và 2018 đi, thì là kiểu gì nhỉ? Đây bê cái này xuống đúng không? Bê cái này xuống đúng không? Chết mẹ nhầm. Đúng chưa? Thử nhá. Đúng không? Chuyển từ dữ liệu như thế này về cái dữ liệu đúng cái format theo yêu cầu, đúng không? Và chúng ta hoàn toàn có thể viết như sau ở trong cái library. Đây chúng ta để vào đây là format function này, function format format date by style, đúng không? By locate đi. Locate, đúng không? Đầu tiên chúng ta nhận, đây là date, được chưa? Sau đó chúng ta nhận tiếp locate bằng, chúng ta sẽ có 3 quy định là VN. Ví dụ chúng ta có quy định ở đây là VN bằng Việt Nam, EU là Europe, đúng không? Rồi thì US là gì? America. Được chưa? Chúng ta chỉ nhận 3 tham số thôi. Thì bây giờ trong này chúng ta sẽ xử lý như nào? Switch cái locate. Nếu giá trị của nó bằng VN thì chúng ta sẽ có là đô la, đây là input IP date đi. Được chưa? Đô la date nó sẽ bằng là date create của cái IP date, đúng nhá, mà đằng nào cũng phải có cái này mà, thì chúng ta viết ở đây luôn, đúng chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ return cái gì? Date gạch dưới format như này đúng không? Date gạch dưới format của cái biến date và cái gì? Việt Nam thì là gì? D nhỏ này, gạch này, M nhỏ này, Y lớn này, đúng không? Và break. Tiếp theo là case bằng EU đúng không? Thì sao? Return date. Tôi copy lại cho nhanh. Date format của cái gì? Y lớn này trừ gen
M lớn chứ gì? D. Đúng nhỉ? Default thì là ra code của US đúng không? Thì chúng ta cũng lại return. Return kia là cái gì? M lớn cách D nhỏ phẩy cách ra Y lớn. Xong chưa? Thì bây giờ chúng ta muốn hiển thị như thế nào? Đúng nhá, muốn hiển thị như thế nào? Thì chúng ta tiến hành là require cái library .php vào đây. Đúng chưa? Sau đó chúng ta chỉ đơn giản là echo ra cái gì nhỉ? Format date by locate của cái gì? 2017 1207 này là xong. Được chưa? Bây giờ coi nhá. Đúng nhá. Đúng nhá. Giá trị mặc định của nó là Việt Nam mà. Đây này, nếu tôi không truyền cái tham số thứ hai này vào thì ở trong này giá trị mặc định của cái biến locate này là Việt Nam. Được chưa? Nếu tôi truyền cái loại khác vào. Truyền cái loại khác vào là US. Được chưa? Đúng nhá. Đấy, tiện lợi và thông minh ở trong lập trình nó là như thế. Đúng chưa? Rất đơn giản thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn sau này những cái giá trị này nó có khả năng thay đổi thì lại chuyển. Ví dụ chúng ta thêm vào đây một cái define đây là US date format. Đúng không? Chuyển đây là US, duplicate lên đây là VN. Thì đây chuyển đây là thành VN. Đây là EU. Đây là EU. Đúng chưa? Và ở dưới này chúng ta copy lại những cái này. Đây là EU. EU thì bỏ qua rồi đúng không? Việt Nam này. Việt Nam. Euro. Được chưa? Ở đây cũng là Việt Nam. Hàng số đây. Đúng nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ đây tôi muốn là của Việt Nam chẳng hạn, hoặc là Euro chẳng hạn. Euro đây đúng không? Đây muốn là US. US. Đúng chưa? Đó. Thông minh thì nó phải sử dụng được những cái thứ mà chúng ta đang có. Được chưa? Đấy là cách sử dụng những cái hàm xử lý về date time các thứ. Được chưa? Một trong những cái việc khoai nhất ở trong cái xử lý về cái logic của chúng ta là chuyển đổi ngày tháng. Làm sao thiết kế cho nó phù hợp. Thì đây nó là một trong những cái giải pháp của chúng ta. Sau này nếu mà chúng ta thêm những cái format khác lại thêm vào đấy. Thêm về đây gọi là cái gì? Hằng số constant. Thêm constant và thêm một cái case nữa vào đây là xong. Hết phim chưa? Đúng chưa? Đấy là về ngày tháng. Trong ngày tháng nó còn một tỷ thứ khác nữa. Đây này. Đấy. Micro time này. MK time này. String to time này. Còn time nữa này. Một tỷ thứ. Đúng chưa? Đấy thì chúng ta về tìm hiểu thêm. Chứ tôi không hướng dẫn hết đâu. Không có thời gian để hướng dẫn hết được. Rồi xong chưa? Văn. Rồi giờ sao? Hả? Sao là sao? Upload file. Rồi, ok, để tôi tạo ra cái form upload .php. Được chưa? Ở đây là HTML đúng không? Rồi thì form action là upload submit.php. Method là post đi. Rồi sao nữa? Input time bằng file. Có name là avatar. Ví dụ thế. Đúng không? Rồi sao nữa? Button submit. Này chưa hả? Ừ.
Rồi, tôi tạo ra file upload submit nhá. Đúng không? Bởi file này là file nhận mà. Rồi. Rồi, sao nữa? Avatar bằng. Cái gì đấy, cái gì nhảm nhí, cái gì đọc đọc lại nó đọc chậm lên nào. Nếu mà có file thì kiểm tra xem có file hay không nghe. If file exist, đây đúng không? Sao nữa? Viết cái gì ở trong này? Lâu thế, lưu tiêu thế. Đầu tiên là phải có khai báo một tiếng đạt được hạn. Rồi, đọc đi. Biến tên là gì? Và dear đúng không? Dear file. Cái gì? Upload. Nó là hàm hay là cái gì? String rồi. Upload. Sược. Chấm. Đô la. Đô la file. Gạch dưới file. Ừ, avatar. Name nào nữa? Đóng một ngoặc này name à? Đây à? Rồi, sao nữa? If file exists. Dear file. Ừ, rồi sao nữa? Lưu xuống nữa chứ. Như này tạm thời đã nhá. Đúng không? Đây là bạn mới chỉ dừng lại ở cái việc là kiểm tra xem file có tồn tại hay không. Đúng không? Nhưng mà khổ cái sai bét. Thứ nhất này. Để ý nhá. Đô la file bằng. Tôi copy cái này vứt ra. Và đâm file. Và đài đây. Để nó khỏi chạy cái đoạn dưới này nữa đúng không? Là biết được dữ liệu nó có lên được hay không đúng không? Rồi, bây giờ tôi chạy file nhé. Đây là gì nhỉ? Upload. Đấy chưa? Nào, chọn file. Logo.tng.png. Xong chưa? Đi. Đấy. Dòng số 2 luôn à. Mặc dù ở đây upload này nó có cái gì đấy? Name là avatar rồi này. Rồi, đọc cho tôi. Encrypt time. Multipart. Form data. Này hả? Rồi. Các bạn cứ thông thả nhé, để rồi tôi sẽ giải thích cho các bạn. Logo của tôi đẹp không? Lên chưa? Lưu ý này. Trong một cái form bình thường, trong một cái form, chúng ta không phải tự nhiên chúng ta up được dữ liệu, up được file đi nhá. Up được media, tức là những cái file. Bất biết là file gì, có thể là file ảnh, có thể là file audio, file video. Nhưng không phải tự nhiên chúng ta up được. Mà chúng ta cần phải có được cái form nó cho phép thì chúng ta mới đưa lên được. Thì đây, cái này là cho phép cái form của chúng ta gửi cái data lên.
Bởi vì khi submit form lên một lần ấy, như mình tưởng form bình thường nó gửi một phát đi luôn. Bởi vì dữ liệu nó không nhỏ. Nhưng mà với dữ liệu dạng ảnh rồi hoặc dữ liệu bằng những cái file rồi thì nó rất là nặng. Nặng hơn so với text bình thường rất là nhiều lần. Cho nên nó phải gửi lên nhiều lần. Gửi từng phần lên. Hiểu chưa? Giống như bây giờ các bạn vào Google Drive ấy, các bạn để ập Google Drive, các bạn copy một file, các bạn vào đấy, nó chỉ dòng, người ta quay lần. Thế nó up từng phần cái file lên. Chứ không phải là nó đi một phát là đi luôn được đâu. Xong chưa? Thì ở đây chúng ta phải được cái form này cho phép là gửi file lên trên server. Thì chúng ta mới gửi được form, mới gửi được file đi. Bây giờ thì đây chúng ta phải nhớ được cái này. Increase time, multipath form data. Đây là cái điều đầu tiên. Xong chưa? Ghi vào rồi lại quên. Xong chưa? Xong chưa? Rồi. Sau khi các bạn sắp viết này xong, viết lại cái đoạn này cho tôi xem là cái file nó có lên không. Được chưa? Xem cái file nó có lên không. Lên là như này này. Nó báo như này thì là lên này. Được chưa? Có name bằng logo.png, type bằng img, png, tmp name là cái nơi lưu tại, nơi lưu tại cái file của chúng ta. Xong chưa? Có lên không? Có rào?
register submit là cái gì bạn nhá? Ai cho phép mày làm như thế? Register là cái gì biết không? Nghe đi. Lười đi mà lười. Làm được vậy. Đúng không ạ? Sai không sai? Giờ ấy không? Đây, thế nào? Upload. Mày không up lên thì mày đào đâu ra mà đào được. Upload, có nghe không? Không phải vào để ông up thì lên kia nó có file để mà lấy chứ. Enter xuống, chọn một file, gửi lên, file gì cũng được. Commit. Đấy. Chứ mày vào thẳng nó làm gì có file mà nó kiểm tra. Cái thằng nóng cơ. Nêm ở đây mình đang để là FA, bên kia mình lấy, mình gọi lấy là avatar. Rồi, chọn cái giọng value là chọn file. Xóa đi. Để nó value để chọn. Rồi. Method này là cái method gì? Làm gì có cái method này? POST gì nữa? Thế có thể tên ảnh quát đây không?
Xong chưa? Tiền xong chưa? Hết thường chỉ pay được không? Đây là một avatar nhá. Rồi ok. Rồi xong. Mày làm cái gì đây? Đãi được cái thằng này nữa. Mày không vào cái màn hình mày upload cái file lên đâu của mày rồi mày rồi sang upload sang sang cái bên này. Hả? À? File thì không chịu up lên thôi, rồi kiểm tra. Đào nó ra. Mỡ đi mũ. Toàn thánh nhân rồi. Submit lên. Đấy. Tại sao chúng ta toàn bị cái một cái lối mòn này ngu như nhau đó là. Có nhìn thấy đây là cái form không? Hả? À? Tại sao viết xong cái form này, viết xong cái file này lại truy cập thẳng luôn vào bên này? Hả? À? Được cái thằng Huy kia kìa. Xong rồi được thằng Tiềm này nữa này. Tôi chẳng hiểu các ông nghĩ cái gì luôn. Ở trong này cái đô la file nó kiểm tra cái request xem nó có gửi file lên không. Câu không qua cái màn hình này thì đào đâu ra file mà nhận. Hiểu chưa? Rồi sẽ còn vài thằng nữa ngu như chúng nó. Đảm bảo luôn. Xong rồi nó lỗi thì cứ gào mồm lên hỏi đi sao lỗi. Không chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục. Sau khi đã nhận được file rồi này thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể lấy ra ra tên file hiện tại là cái gì. Ví dụ và làm ra file đóng mở ngoặc name. Đây là tên đầy đủ của file. Thấy không? Logo.png. Hoặc chúng ta có cái hàm là base name, nếu tôi nhớ không nhầm. Base name của cái file này. Parameter 1 to be string. À nhầm. Base name của file name. Đây, logo.png. Được chưa? Hoặc là file name cũng được, tùy. Được chưa? Hoặc chúng ta có thể lấy ra đuôi file. Đuôi tức là cái chấm ấy, cái chấm ấy. Để tôi quay xem là cái gì. File đâu nhỉ? PSP get upload file extension. Đây. Đây. Đây, chúng ta hoàn toàn có thể là có cái extension bằng path, hàm một hàm là hàm path info của cái file này và path info extension. Thì bây giờ chúng ta echo ra cái ext. Được chưa? Giờ chúng ta test lại. Ủa. Path info parameter 1 to string. PNG đúng không? Bây giờ nếu tôi up một file khác xem có file nào, file SQL chẳng hạn, thấy chưa, có đuôi là SQL, thấy không, nó ra được cái file đuôi file cho tôi, thì cái đoạn này là cái đoạn giúp chúng ta lấy ra cái đuôi file, xong chưa, thì chúng ta sử dụng hàm path info của cái file name thì lấy ra đuôi file, được chưa nhỉ, không chưa, rồi tiếp theo chúng ta sẽ lưu file xuống. Được chưa? Lưu file xuống thì chúng ta có rất là nhiều cách. Ví dụ ở đây tôi bỏ cái này đi. Tôi lưu file này. Các bạn xem tôi lưu file xuống nhá. Move upload file. Move update file, upload file. Được chưa?
Thì ở đây tôi có nhận những tham số gì? Đô la, phi, phẩy. Thấy chưa? Phẩy, new path này. Tôi để đây là thư mục upload sược. Sược. Để string này cho dễ viết. Sược file. Đóng mở ngoặc. Name. Được chưa? Xem cái đã nhá. Bách lại up hay ảnh cho dễ nhìn. Cái gì à? Encap submit dòng số 8 dòng này. Chờ chút nha. File system move. Đây rồi. Move upload được file. File new log. Bạn chờ tôi một chút, tôi không nhớ cái hàm này cụ thể nó như nào. Đâu nhỉ, cái đoạn move đâu nhỉ? Đây. TMP name, chúng ta phải lấy cái TMP name lên. TMP name chuyển sang upload file name. Chưa? Ồ. À đây. Ở bên Windows của các bạn sẽ up được đấy. Còn ở bên Mac của tôi thì tôi phải tạo thư mục và phân quyền cho nó trước. Upload. Đây, upload như này. Thì thằng này mới có quyền ghi vào. Permission deny. Tức là tôi không có quyền ghi. Các bạn chờ tôi một chút nhá. Thì để tôi tạo cái quyền ghi cho nó. Sudo chmod trừ r cách 77 upload. Quá. Okay, upload. Rồi xong. Bây giờ tôi phải up lại. Xong. Được chưa? Đây nhìn nè. Đúng cái ảnh không? File từ web đã vào server này. Up cái nữa nhá. Back lại này. Kiếm cái ảnh khác vào này. Đây, screenshot này. Open này. Xong nhá. Được chưa? Đúng chưa? Ảnh từ trình duyệt up lên đã lưu vào server của mình. Thì đây là đoạn code đấy. Move upload the file TMP name. TMP name là cái nơi cái file này đang được, khi mà up lên server rồi nó đang được lưu tạm. Sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển nó vào cái thư mục trong project của chúng ta. Chúng ta lưu nó vào trong cái thư mục upload. Sược cái file name. Cái file, tức là cái tên hiện tại của cái file ảnh. Làm đi, nhìn gì?
Lên chưa? Nhưng nó sẽ có vấn đề. Nếu mà các bạn để nguyên như này nó sẽ có vấn đề. Xong hết đi đã, rồi tôi giải thích cái vấn đề cho các bạn. Dương xong chưa? Tú, lên xử lý đi. Thanh xong chưa? Nam không nhờ? Văn, xử lý đi. Đánh được Nam đi, cho nó khôn ra cho tôi cái nào. Lên giúp nó, ớt thằng này. Đánh xong rồi thôi à? Bây giờ nhá. Bây giờ này. Ví dụ tôi có cái screen cái ảnh này đúng không? Là một cái ảnh khác đúng không? Bây giờ tôi copy nó ra chỗ khác và download chẳng hạn. Pẹt nó xuống. Và tôi đổi nó thành logo.png. Đây là png nhá. Đúng chưa? Các bạn coi này, bây giờ cái file logo trong này nó như này. Nếu tôi upload cái ảnh cũng tên là logo khác lên đây
thì sao? Thay cũ đúng nhá, những cái ảnh bị trùng tên sẽ bị thay mất, và cái chuyện trùng tên là cái chuyện rất là bình thường, đúng không? Ví dụ như kiểu là thằng Tú up cái ảnh avatar của mình lên là tên, đặt tên ảnh là đẹp trai này, đúng không? Xong thằng Văn cũng đặt tên ảnh là đẹp trai cũng up lên, bao giờ hai thằng cùng xấu, đúng không? Thế là vì hai thằng này thằng nào up sau thằng ấy được, đúng không? Chúng ta không làm cái này. Vấn đề ở đây chẳng qua chỉ là việc chúng ta đặt lưu cái file ảnh ở trên kia nó như thế nào mà thôi. Chờ gì nhé. Alo. Đi cái gì? 37. 37, 37. Làm sao đấy? Ừ, kinh nhỉ. Ờ rồi, nha, tôi đang dạy. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta làm nào để cái file của chúng ta nó là tên là duy nhất, để nó không bị trùng nhau. Thì nó là duy nhất như này này. Ví dụ ở trong PNP thì chúng ta có một cái hàm như sau. Echo micro time. Thế không? Ok, thằng nào giống thằng nào? Được chưa? Thì đây nó là một trong những cái cách để giúp chúng ta có thể là sinh ra một cái gì? Tên không bị trùng nhau. Đúng nhá? Xong chưa? Thì ở đây chúng ta có gì? Hoặc chúng ta còn một cái cách khác nữa. U thấy không? Unique viết đủ của nó là Unique. Đây à. Unique nhìn quen không? Là gì? Duy nhất, đặc biệt, đúng không? Thì khi mà chúng ta dùng cái hàm này thì chúng ta sẽ không bao giờ bị trùng tên các file. Thì chúng ta sẽ sử dụng như sau. Khi để upload đấy đúng không? Chúng ta sẽ cộng thêm một cái chuỗi sinh ra bởi cái unique ID này, cộng với một dấu gạch ngang, cộng với file name. Xong chưa? Được chưa? Upload file lên thì bây giờ chúng ta up lại nhé. Đây logo mới này. Thấy không? Tên nó vẫn là logo nhưng nó sinh ra một cái đoạn chuỗi đằng trước, không bao giờ bị trùng. Được chưa? Đó, áp vào cái khác này. Đúng không? Được chưa? Đấy là cái bài toán upload file. Rồi chúng ta update đi. Thêm cái unique ID này vào. Đấy, không có những cái hàm có sẵn như thế này thì chúng ta không thể thực hiện được những cái công việc như lấy ngày tháng năm, chuyển đổi ngày tháng năm, rồi thì upload một cái file lên server. Được chưa? Do đó, cái việc mà phải nhớ được những cái hàm ở trong cái và PV ở trong cái PP này là một điều rất là cần thiết. Không chưa? Đấy, hôm nay chúng ta chỉ dừng ở đây thôi. Về nhà các bạn đã có bài từ nãy rồi. Được chưa? Ba thằng nha. Chia nó ra và kiểm tra bài, kiểm tra các bài của bạn.
tuần sau thay bàn một khác. Lần sau là lần nào? À, với tình kiểu này hả? Thì tôi cho từ giờ cho đến ví dụ đến 12 giờ 12 để làm ngày trưa ngày mai nhá. Thì sau bây giờ đấy ba càng ngồi đấy cũng chia nhau không? Chia nhau một số lượng ra nhất định ra. Được chưa? Ví dụ có khoảng 10 thằng nộp thì mỗi thằng 3 cái mình có 4 cái chẳng hạn. Kiểm tra chúng nó xem là chúng có làm đúng hay không? Được chưa? Mỗi thằng một hộp thì chế. Thì chắc của tay đi. Đinh Công Vân, Nguyễn Thành Cương, Nguyễn Hà Đạt, Đàm An Huy, Trần Minh Tý, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Sơn Nam, Nguyễn Đình Nghĩa, Trịnh Minh Tâm, Phan Đức Thành, Đinh Văn Tiệp, Trần Minh Tiến, Hoàng Kim Tới, Cao Văn Phú, Nguyễn Thanh Hoa, Nguyễn Văn Huy. Mình ngang ta phải là cái gì đấy?
với đi. Đi lâu đi. Đúng.